mọi người, đây là Minh An từ Children Discovery Museum. Quý vị sẽ làm gì khi mà con em quý vị có một ngày không được vui, nó giận dữ, nó không nghe lời, nằm nhõng nhẽo? Làm thế nào để giúp cho con em mình quên đi cái cơn bực dọc của mình, giảm đi sự giận dữ của nó? Một trong những cách tốt nhất đó là cho các em chơi trò chơi về cảm giác, hay tiếng Mỹ còn gọi là sensory play. Trò chơi về cảm giác hay là các sensory play nó có rất là nhiều lợi ích cho các em. Chẳng hạn như là nó giúp các em phát triển về vận động tay chân tỉ mỉ nè, nó giúp cho các em phát triển về các kỹ năng ngôn ngữ, nhưng mà đồng thời nó cũng giúp các em khi các em nó chơi nó quên đi mất cái cơn giận dữ của mình, nó làm dịu các em xuống. Và hôm nay An xin giới thiệu với quý vị một trong những cái trò chơi về cảm giác mà An rất là thích và An nghĩ các em cũng rất thích, đó là chơi nặng bột. Thì cái bột hôm nay của chúng ta làm nó không phải giống như là cái Play-Doh mà quý vị thường hay mua ở ngoài chợ cho các em, mà nó gọi là Cloud-Doh. An không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào. Thì đây là, nếu quý vị chưa có biết cái bột Cloud-Doh, thì đây là cái bột Cloud-Doh. Là nó mềm mại, nó mịn màng, nó mềm mại, nó không có đóng cục. Nhưng mà quý vị hay là và các em có thể nắn nó lại thành hình dáng như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái cloud dough này nha. Thì cái cloud dough này nó chỉ cần có hai cái vật liệu cơ bản, đó là bột và dầu. Bột thì quý vị xài bột gì cũng được. Nếu quý vị cũng có thể xài bột gạo hoặc là bột lúa mạch. Hôm nay ăn xài bột làm bánh mì. Về dầu thì ăn xài dầu thực vật, nhưng mà quý vị có thể xài như là dầu mà xoa da cho em bé, hoặc là baby oil, hay là có dầu mà có hương như là dầu về hương oải hương, dầu oải hương cũng được. Thì cái cơ bản của cái cloud dough này á, là cứ 8 phần bột là 1 phần dầu, có nghĩa là 8 chén bột là 1 chén dầu. Thì hôm nay An sẽ làm 2 chén bột, tức là An chỉ cần có 1 phần 4 chén dầu. Thì An sẽ chỉ cho quý vị làm, đầu tiên hết là làm cái cơ bản trước, tức là không màu không mùi trước. Đây, An bỏ vào đây 2 chén bột. Thì An sẽ cần 1/4 chén dầu, 1/8, 1/4 chén dầu, tức là 8 phần bột 1 phần dầu. Đây là 2 chén bột là 1/4 chén dầu. Mình bỏ vào đây. Xong rồi mình sẽ lấy muỗng mình khuấy. Quý vị khuấy cho đến khi mà dầu nó hòa lẫn vào trong bột. Sau đó mình sẽ lấy tay mình nhồi để cho dầu nó trộn đều vào trong bột hơn. Quý vị nhồi cho đến khi nào mà mình thấy rằng là nó có thể tạo thành hình được, như cái này nó chưa được, mình nhồi tiếp. Đây. Đây quý vị thấy không? Mình có thể bóp lại thành hình. Thì để cho lát hồi mình sẽ cho các em mấy cái khuôn làm bánh hoặc là mấy cái muỗng để mà các em nó chơi. Đây, như vậy là cái bột của chúng ta được rồi. Khi chúng ta nắm lại và nó không có rã ra, nó không có rời ra là được. Đó là cách làm bột đơn giản, không màu, không mùi. Dễ không quý vị? Bây giờ An sẽ chỉ cho quý vị cách làm bột cloud dough này mà có pha màu. Thì cái cách pha màu trong cái bột cloud dough này á,
cũng rất là đơn giản. Quý vị có thể dùng màu thực phẩm nó hơi lợt, mà hoặc là dùng những cái loại như là bột màu. Nếu mà quý vị muốn cho cái màu sắc nó đẹp hơn thì mình có thể dùng bột màu. Bây giờ An sẽ chỉ quý vị cách pha màu vào trong cái Cloud Dove này của mình nha. Cho thêm chút màu và nhồi nặng một hồi, đây là cái thành phẩm mà An có được, màu xanh rất là đẹp phải không quý vị? Đó là cách pha màu cho cái bột nhào của mình, Cloud Dove. Bây giờ làm cách nào để mình cho mùi? Bây giờ An sẽ bỏ cái bột này qua đây trước. Thì để mà làm cho bột mình có mùi dễ chịu, An sẽ xài bột cocoa hay là bột cacao. Thì mình cũng dùng cái công thức giống như là những lần bột khác. Tức là mình sẽ cần 2 cấp bột. Sau đó mình sẽ bỏ bột cocoa hay là cacao, quý vị có thể bỏ tùy theo tùy ý, bỏ nhiều thì nó sẽ có mùi thơm và cái màu nó sẽ đậm hơn. Đây là cái loại đây là cái cloud dough mà An nghĩ là các em nó sẽ rất là thích, vì nó có cái mùi giống như là bột chocolate. Là các em có thể giả bộ như là làm bánh cookie về chocolate hoặc là chơi chocolate. Ok, để An đi lấy cái dầu chút nha. Xin lỗi quý vị, đây bây giờ mình sẽ bỏ vào đây 1/4 cup dầu. Sau đó mình sẽ dùng muỗng khuấy cho nó dầu nó quyện vào trong bột. Rồi mình cũng bắt đầu nhồi. Có mùi thơm, mùi thơm cacao rất là dễ chịu. Quý vị có thể mà sau khi mà các em chơi và quý vị muốn để cho các em chơi thêm lần sau nữa, thì mình có thể bỏ những cái bột này vào trong những cái lọ, xong rồi bằng nhựa cũng được, đậy nắp lại và sau đó để vào cái chỗ cho nó thoáng mát. Nhớ lâu lâu phải thăm chừng vì bột thì thường thường nó hay có con mọt ha. Đây là chúng ta sẽ có cái bột mùi cacao. Thì khi mà chơi cái này thì nó hơi một chút bừa bộn, hơi chút dơ giấy, cho nên là An đề nghị là quý vị có thể dùng một cái thùng nhựa lớn như thế này, bỏ bột vào trong đây, các em có thể nhảy vô trong đó ngồi chơi cũng được. Rồi cho các em những cái muỗng để mà múc bột, hay là những cái khuôn để mà làm bánh,
hoặc là hay là cho các em bỏ xe vô, cho các em như giả bộ như là các em đang cho xe đi trên những cái con đường đất gồ ghề. Bây giờ để An làm thử nè, cái khuôn này nha, cho bộ vào trong cái khuôn này thử nó ra không. Nó sẽ làm giống như mình làm bánh bánh in đậu xanh hoặc là bánh gì mà có bột năng đó ta. Yeah. Đây, các em có thể tạo đủ thứ hình hết. Khi chơi thì hỏi các em là con muốn tạo hình gì, bằng cách nói chuyện với các em như vậy thì các em nó sẽ quên đi được những cái quên mất tiêu cái cơn giận dữ hoặc cơn buồn bực của nó. An hy vọng quý vị và các em sẽ có một cuộc sinh hoạt với thời gian thú vị khi chơi với những cái bộ nhào nặn này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt. Bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Bubble Museum của chúng tôi. Nếu quý vị đang thưởng thức các chương trình này, xin vui lòng xem xét đến việc đóng góp để hỗ trợ cho những nỗ lực của chúng tôi. Chương trình phát sóng vào mùa đông của chúng tôi là vào mỗi thứ ba và thứ năm trên Facebook và YouTube. Để được cập nhật thông tin, xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi. Viếng thăm trang mạng www.cdm.org để biết thêm thông tin.